Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay cũng có thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp họp báo tuyển Việt Nam Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae Jong nói gì về thành tích thắng Thầy Park 8 trên 10 trận. Huấn luyện viên Shin Tae Jong thắng huấn luyện viên Park 8 trên 10 trận đã là quá khứ. Indonesia bước vào một trận đấu khó khăn nữa khi gặp đội đầu bảng tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả hòa Thái Lan khiến huấn luyện viên Shin tự tin khi bước vào phòng họp báo cho rằng một kết quả tích cực nữa hoàn toàn nằm trong tầm tay. Ngày mai là trận khó khăn với chúng tôi, nhưng cầu thủ đang rất tự tin bởi kết quả từ trận hòa Thái Lan, vậy sẽ là khó khăn khi đối đầu với Việt Nam, nhưng các cầu thủ chơi quyết tâm, nỗ lực để giành kết quả có lợi, ông nói. Các đội đều có điều kiện tập luyện, ăn ở sinh hoạt như nhau tại đây nên không có vấn đề gì. Tất nhiên vẫn có điều kiện thời tiết, nhưng không chỉ Indo cảm thấy khó chịu với thời tiết ở đây, các đội ở đây đều như nhau. Đó không phải vấn đề lớn. Cả bốn đội đến đây cùng thích ứng với một điều kiện thi đấu, nhà hàng, thức ăn, nên tôi không có nghĩ rằng điều đó có ảnh hưởng gì cả. Huấn luyện viên Shin không lạ gì huấn luyện viên Park Hang Seo của tuyển Việt, Việt Nam và thậm chí thắng thầy Park tới 8 trong 10 lần đối đầu trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng khi được hỏi điều này, ông cho đó là một điểm tựa. Mọi thứ là quá khứ rồi, chắc chắn huấn luyện viên Park Hang Seo giờ là người dẫn dắt tốt hơn so với quá khứ và lại nắm một đội tuyển mạnh hơn. Nhưng chúng tôi cũng muốn làm tốt hơn so với những lần Indo đối đầu Việt Nam trước đây. Có lẽ truyền thông Hàn Quốc rất hào hức với trận đấu này vì được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai người Hàn Quốc. Ông Park là huấn luyện viên giỏi, ông ấy rất được yêu mến ở Việt Nam, là một hình tượng người hùng ở Hàn Quốc. Tôi thì từng làm ở đội tuyển quốc gia năm 2018, trận đấu tới đây, do đó rất thú vị. Mặc dù trước trận có những thông tin về việc Egy Malana Vikri bị chấn thương không thể thi đấu, nhưng tiền vệ tấn công của Indonesia vẫn xuất hiện trong buổi họp báo này. Tôi sẵn sàng cho trận đấu ngày mai, chúng tôi tự tin vì vừa giành được kết quả tốt ở trận đấu với Thái Lan. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, hy vọng giành kết quả khả quan, anh nói. Nói về thành tích đối đầu không tốt của Indo với Việt Nam nói chung, lẫn trận thua 1-3 ở lượt đi nói riêng, Malana nói. Quá khứ là lịch sử rồi, còn chúng tôi nhìn về tương lai, Chúng tôi đã rút ra bài học về những lỗi lầm từ trận trước để rút ra cách chơi hiệu quả hơn. Chúng tôi muốn chiến thắng trận tới nên sẽ làm hết sức mình. Huấn luyện viên Park là khắc tinh của Indonesia. Chiến thắng 3-1 trước Indonesia lượt đi không chỉ giúp Việt Nam có 3 điểm quan trọng củng cố ngôi đầu, mà còn đánh dấu cột mốc những chiến binh sao vàng, chấm dứt gần 2 thập kỷ, không thể đánh bại Indo. Ngoài thắng lợi ở cấp tuyển quốc gia, cũng trong năm 2019, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pa có 3 lần đánh bại U22 Indonesia từ vòng loại U23 châu Á cho đến SEA Games 30. Như vậy, 4 chiến thắng liên tiếp đã biến huấn luyện viên Pa thực sự là khắc tinh của Indonesia. Báo Indonesia hạ thấp huấn luyện viên Pa Trước trận này tờ Bola của Indo viết, cả huấn luyện viên Shin và Pa đều có sự nghiệp huấn luyện tuyển quốc gia trong khoảng 5 năm tuy nhiên huấn luyện viên Shin đẳng cấp hơn huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam hiện tại. Huấn luyện viên Shin từng dẫn dắt U23 và U20 Hàn Quốc trước khi trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Hàn Quốc năm 2017 đến 2019. Một trong những trận đấu hiện tượng của Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của Shin Tae-yong đó là đánh bại tuyển Đức ở World Cup 2018. Trong khi đó huấn luyện viên Park Hang-seo chưa từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Giống như huấn luyện viên Shin Tae-yong, nhà cầm quân 63 tuổi từng là tạm quyền ở tuyển quốc gia Hàn Quốc năm 2000, sau đó dẫn dắt U23 Hàn Quốc vào năm 2002. Phần còn lại, huấn luyện viên Park dẫn dắt Kiong Nam FC và Changwon City trước khi dẫn dắt U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam từ 2017. Tin tiếp theo, sát giờ đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong tuyên bố sẽ khiến huấn luyện viên Park Ha-seo không kịp trở tay. Quý vị thân mến, huấn luyện viên Shin tae yong của tuyển Indonesia được tuyên bố sẽ có những nước cờ khiến ông Park của tuyển Việt Nam bất ngờ khi hai đội gặp nhau ở bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra 23 giờ tối ngày 7 tháng 6. Theo báo giới Indonesia, cổ động viên nước này ngóng chờ màn báo thù của đội nhà trước tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu trên sân Amartom, Dubai UAE. Lần này, tuyển Indonesia ra sân với đội hình khác so với trận thua 1-3 trước Việt Nam ở lượt đi bảng G trên sân nhà hồi cuối năm 2019. Tờ Indosport cho hay, huấn luyện viên Shin vẫn sẽ tung vào sân những cầu thủ trẻ có tinh thần thi đấu cao, đều được chứng minh trong trận hòa Thái Lan hai đều cách đây 3 ngày. Theo tờ này, nhà cầm quân năm 2 tuổi người Hàn Quốc cho biết đánh giá và phân tích màn trình diễn của đội tuyển Indo ở trận đấu với Thái Lan và sẽ có những thay đổi bất ngờ khiến tuyển Việt Nam khó xoay sở kịp. Có khả năng huấn luyện viên Shin thay đổi thành phần đội hình xuất phát, thậm chí là lối chơi. Từ Việt Nam chắc chắn có một số áp lực, họ cần một chiến thắng để mở ra hy vọng đi tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Ha-seo của Việt Nam thậm chí còn theo dõi trận Indo gặp Thái Lan. Ông ấy cần thông tin chính xác bởi đội tuyển Indo sử dụng những cầu thủ trẻ giàu sức sống hơn so với trước. Indo nhận định Bao giờ Indonesia đặt kỳ vọng rất lớn vào tiền vệ Evan Dimas, người còn sát lại trong cuộc cải tổ lực lượng của huấn luyện viên Shin. Evan Dimas, người ghi bàn gỡ hòa hai đều ở trận gặp Thái Lan, cũng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất tuyển Indo hiện nay, từng nhiều lần đối đầu với thầy trò ông Park. Theo tờ Bola Sport, kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của tiền vệ 24 tuổi này rất cần thiết để dẫn dắt các cầu thủ trẻ Indonesia. Theo tờ Indosport, huấn luyện viên Shin thừa nhận rằng ông hiểu sức mạnh của đội bóng Việt Nam, nhưng cũng rất tự tin vào học trò trẻ của mình. Cựu huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc cho rằng đội bóng được dẫn dắt bởi người đồng hương Park Hang vượt trội hơn vì có sự chuẩn bị tốt. Hơn nữa, ông Park Hang lại có được cơ hội theo dõi trực tiếp trận đấu của đội tuyển Indo với Thái Lan. Vì vậy, nhiều khả năng huấn luyện viên Shin Tae Yong sẽ phải có thay đổi về chiến thuật và cả nhân sự trong sơ đồ 4-1-3-1. Đối với trận đấu tới đây, Việt Nam chắc chắn có lợi thế hơn vì đã phân tích trận đấu của chúng tôi. Nhưng dù huấn luyện viên Park nắm được lối chơi của chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ đưa ra những chiến thuật mới tốt nhất. Kênh YouTube của Liên đoàn bóng đá Indonesia trích dẫn lời huấn luyện viên Shin Tae-yong. Nhà cầm quân tỏ ra lạc quan khi cho rằng đội tuyển Indonesia gây rắc rối với Việt Nam và có thể chơi hay hơn nếu các cầu thủ giữ được ý chí, thái độ, thi đấu quyết liệt như trận gặp Thái Lan. Hiện Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm, kể đến là UAE, Thái Lan, Malaysia đều có 9 điểm, Indo có 1 điểm trong đó Thái Lan, Malaysia, Indonesia thi đấu nhiều hơn một trận. Cùng giờ với trận Indonesia và Việt Nam, chủ nhà UAE đụng độ Thái Lan trên sân Jabil. Tin tiếp theo, hổ Indo chỉ là chuyện nhỏ khi thầy Park cho chiến binh khắc tinh suốt trận. Thưa quý vị, cầu thủ xuất sắc nhất của Indonesia trong trận hòa hai đều với Thái Lan vừa qua chắc hẳn vẫn chưa quên nổi văn hậu. Thêm lần nữa, cơn ác mộng quay lại với Evan Dimas sớm thôi. Theo những gì quan sát được ở buổi tập mới đây của thầy trò ông Pahazer, Văn Hậu bình phục khá tốt để ra sân trong trận đấu với Indo. Đây là trận đấu thầy Park muốn đánh nhanh thắng nhanh bởi rất nhiều toan tính cho trận cầu tiếp theo ngay sau đó gặp đối thủ tương đối là khó nhằn Malaysia. Indonesia vừa có trận đấu thành công trước bao chiến của Thái Lan. Sức trẻ và tinh thần chiến đấu tốt của họ đem về một điểm quý giá, đồng thời khiến đối thủ lĩnh cú sốc với tinh thần rất lớn trước những trận cầu quan trọng tiếp theo. Ở trận đấu hòa hai đều với Thái Lan, các cầu thủ trẻ Indo triển khai rất tốt những pha tấn công bên cánh phải, nơi ngôi sao Evan Dimas thường xuyên hiện diện. Cầu thủ đội trưởng sinh năm 95 là người ghi bàn quyết định đem về tỷ số hòa chung cuộc cho Indo bằng một pha di chuyển cực kỳ thông minh trước khi tung cú sút chéo góc trái lưới tuyển Thái Lan. Sau bàn thắng ấy, Evan Dimas còn có pha cầm bóng đâm thẳng vào vòng cấm địa của đối phương, tung cú sút góc hẹp khiến thủ thành Thái Lan phải khá vất vả cản phá. May mắn cho huấn luyện viên Park khi Văn Hậu bình phục chấn thương ngay trước thêm trận đấu với Indo. Bởi với khắc tinh của đội trưởng Indo đúng điểm nóng, thầy cho ông Park hang hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ. Trận chung kết SEA Games 30, Văn Hậu và Evan Dimas từng đối đầu nhau ở điểm nóng. Đáng tiếc cho cầu thủ trụ cột của Indo khi anh chỉ có thể góp mặt trên sân vỏn vẹn 20 phút. Cú ra chân hơi thừa của Văn Hậu trong tình huống báo ở phút 20 đã khiến cho cầu thủ này phải rời sân lập tức nhìn U22 Indonesia bị hậu vệ người Thái Bình và các đồng đội làm gỏi ngon lành và phải ngồi xe lăn nhận huy chương bạc. Không chỉ riêng evan Dimas, trận chung kết SEA Games 30 cũng như trận đấu lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân Mỹ Đình, Văn Hậu bỏ túi tất cả các cầu thủ tấn công cánh phải của Indo. Với thể hình, thể lực, khả năng phán đoán đánh chặn cực tốt của mình, Văn Hậu khiến tất cả những đường tấn công đi qua cánh của mình đều đâm đầu vào đó. Bên cạnh đấy, tốc độ cực tốt của cầu thủ chạy cánh này khiến những pha phản công bên cánh trái của tuyển Việt Nam trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết SEA Games 30 xuất phát từ một tình huống văn hậu ép cầu thủ tấn công đối phương phải đưa bóng đi hết đường biên dọc bởi sự áp sát cực nhanh của anh. Từ tình huống ném biên này, Hà Đức Trinh đã có pha bứt tốc khiến đối phương phải tung chân soạc bóng, phạm lỗi với tiền đạo Việt Nam. Từ cú đá phạt này, Hùng Dũng treo bóng để Văn Hậu lừa hậu vệ đối phương, bật cao đánh đầu tung lưới U22 Indo ở phút 39. Đến phút 72, thêm một lần nữa Văn Hậu làm tung lưới đối phương bằng cú băng vào, đón bóng đầy cảm giác. Lần gặp nhau vào đêm mai, vũ khí lớn nhất Evan Dimas cùng đồng đội mang theo để đối đầu Việt Nam chính là tinh thần, sự phấn khởi có được sau trận hòa với Thái Lan. Nhưng với sự xuất hiện của Văn Hậu, thứ vũ khí ấy có lẽ cùn bớt đi nhiều bởi với không chỉ đội trưởng Indo, với tất cả đồng đội của anh, hậu là một hung thần thực sự là khắc tinh lớn nhất cho tuyển Indo thời điểm hiện tại. Thầy Park chắc hẳn là muốn đánh nhanh thắng nhanh trước hổ Indo và Văn Hậu sẽ là con bài tủ để ông thầy người Hàn có thể giúp tuyển Việt Nam trấn áp sự hưng phấn của đối phương để có thể ghi bàn sớm, giải quyết gọn gẽ trận đấu ngay trong hiệp 1. Nếu thành công trong phương án này, rất có thể Hậu được rút ra để nghỉ ngơi, chuẩn bị trận chiến quan trọng nhất với Malaysia tiếp sau đó. Hơn ai hết lúc này, thầy Park kỳ vọng hậu thể hiện tốt sự khắc tinh của mình với Evan Dimas và các đồng đội. Mắt hậu làm tốt, đồng đội của anh sẽ bớt đi nhọc nhằn. Từ Việt Nam sẽ rộng cửa hơn với cơ hội đoạt sớm chiếc vé đi tiếp vào lịch sử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.